Niềm vui cho các anh chị nào mà đang muốn sở hữu một dòng cassette Philips mà có chống cháy thì ngay lần này thôi. Hôm nay MV sẽ giới thiệu cho anh chị một mẫu cassette Philips mà có chống cháy nhá, lần đầu tiên xuất hiện của hãng cassette này nhá. Và đây là dòng cassette Philips SBX501 của nhà Philips nhá. Dòng cassette này thì khác hoàn toàn với những dòng cassette trước kia của Philips, là dòng này có chức năng chống cháy nhá, là khả năng cách nhiệt của sản phẩm. Đấy, và dòng cassette Philips này anh chị có thể thấy là với hai màu sắc ở đây, một là màu sắc mà mang ý nghĩa là giải ngân hà, và một màu xanh ở đây với phần cánh cửa là màu xanh ở đây. Thì ngay ở đây chúng ta thấy thôi, là phần cánh cửa chúng ta sẽ làm một lớp tráng gương ở đây. Đây, tráng gương. Đấy. Và nếu anh chị có thể để ý được trong video của em ấy, nó sẽ phản chiếu luôn cái những sắc hình ảnh ở phía sau, đúng không ạ? Đấy. Và cũng được sử dụng công nghệ là vân tay. Vân tay. Kết hợp với mật mã điện tử được ẩn mình ở dưới cảm ứng, ẩn mình ở dưới cái phần lớp cánh cửa, sau lớp cánh lớp kính của cánh cửa đấy, và chỉ cần một chạm thôi thì cánh cửa của chúng ta sẽ được tự ý bung ra. Đấy. Bên trong cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có là một phần cánh cửa rất là dày để đảm bảo chúng ta là có khả năng cách nhiệt hoàn toàn. Đấy, thì với sản phẩm này bên trong chúng ta sẽ không còn có ngăn kéo, và thay vào đó là sẽ có những cái đợt chiên ngăn. Và điều đặc biệt ở đây ấy, là sản phẩm này bên trong được bọc bằng lớp là lớp nhựa PVC. Và lớp này ấy, thì đảm bảo cho mọi người là nó bền màu được mãi, và bảo vệ được những cái thứ tài sản của chúng ta để bên trong không bị bẩn hay là bị mốc hay là bị chảy xước. Đấy. Và sản phẩm này ấy, thì khi đóng vào chúng ta cũng chỉ cần là đóng cánh cửa vào và chúng ta chỉ cần giữ lại thôi. Đấy. Thì tự động cánh cửa và chốt an toàn sẽ được đóng lại và sẽ đảm bảo vệ an toàn cho chúng ta sau này. Đấy. Và sản phẩm 501 này thì sẽ có 3 dạng kích thước và 3 dạng cân nặng. Và số cân nặng đầu tiên mà nhỏ nhất là 54 kg, với kích thước chiều cao là 45,8 mm. Đấy. Chiều rộng là 37 và chiều sâu là 52 cm. Đấy. Còn kích thước thứ hai là cỡ là nặng 90,9 kg, thì kích thước chiều cao là 54 cm, chiều rộng là 46 cm và chiều sâu là 56 cm. Đấy. Và kích thước cuối cùng là mẫu lớn nhất là dòng nặng 111 kg, với kích thước chiều cao là 70,5 cm, chiều rộng là 46 và chiều sâu là 55 cm nhé. Đấy. Vừa rồi là màn giới thiệu về sản phẩm SBX501, dòng chống cháy đầu tiên của vào dòng Philips nhé. Và anh chị nào có nhu cầu hay là muốn tư vấn về thêm về sản phẩm này thì hãy alo ngay chúng em. Bên em là cassettephattai.vn, hotline bên em là 0824 096 888 nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.